hình trên thực địa trong ngày hôm nay khá căng thẳng. Tàu Trung Quốc vẫn duy trì với số lượng lớn, thường xuyên vây ép, tấn công và làm hỏng nhiều tàu kiểm ngư Việt Nam. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã mở rộng phạm vi cản phá tàu chấp pháp của ta. Ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì 113 tàu, bao gồm tàu hải cảnh, tàu kéo, tàu vận tải và tàu cá vỏ sắt. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam còn phát hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, hoạt động thường xuyên quanh khu vực giàn khoan từ 25 đến 30 hải lý. Tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan từ 15 đến 20 hải lý. Ngoài ra còn quan sát có tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoan. Lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn chia làm 3 vòng. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, họ đã thực hiện cản phá ngay từ khoảng cách từ 9 đến 11 hải lý. Đặc biệt, Trung Quốc cũng chủ động sử dụng biện pháp mạnh ở khoảng cách từ 5 đến 6 hải lý khi chúng ta tiến hành đấu tranh. Tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang từ 25 đến 30 chiếc nhằm cản trở, đe dọa, đâm va, húc khi tàu cá của ta tiến gần giàn khoan. Tàu Trung Quốc cũng thường tổ chức nhóm từ 8 đến 10 tàu cá áp sát tàu cá của Việt Nam nhằm vây ép, đâm va và phun nước. Những biểu hiện này của các tàu Trung Quốc không có biểu hiện giảm khi tàu Việt Nam tiến gần giàn khoan từ 5 đến 6 hải lý. Trong ngày hôm nay, hai tàu kiểm ngư Việt Nam đã bị khoảng 10 tàu của Trung Quốc vây ép, tấn công, gây hư hỏng, thiệt hại. Cục kiểm ngư cũng cho biết, theo quan sát thực địa, có thể thấy giàn khoan đã dịch chuyển từ 100 đến 150 mét về hướng Bắc. Tới thời điểm này, Cục kiểm ngư suy luận nhiều khả năng Trung Quốc di chuyển giàn khoan chỉ phục vụ mặt kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được, thì vào lúc 16 giờ chiều nay 26 tháng 5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá DNA 90152 của ngư dân Đà Nẵng ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981 và cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Cả 10 ngư dân của Việt Nam đã được các tàu Việt Nam vớt và cứu hộ an toàn. Ở thời điểm xảy ra sự việc, có 40 tàu cá Trung Quốc ngang ngược bao vây nhóm tàu cá của ta.